Xin chào các con. Cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các con trong khóa học Khoa học lớp 5 của trang web olm.vn. Ở video trước thì chúng ta đã tìm hiểu về thành phần và vai trò của đất đối với cây trồng. Vậy các con hãy nhớ lại và kể tên các thành phần chính có ở trong đất. Chúc mừng các con, các con đã trả lời đúng rồi đấy chất khoáng mùn nước và không khí là những thành phần chính có ở trong đất bên cạnh đó ở video trước thì chúng ta cũng đã biết đất giữ cho cây đứng vững cung cấp chất dinh dưỡng không khí nước đảm bảo cho cây sống và phát triển nếu như đất bị ô nhiễm hay xói mòn thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cây trồng cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu thông qua nội dung của bài học ngày hôm nay nhé Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất. Nội dung bài học gồm 3 phần chính. Phần thứ nhất: Nguyên nhân, tác hại và biện pháp phòng chống ô nhiễm đất. Phần thứ hai: Nguyên nhân, tác hại và biện pháp phòng chống xói mòn đất. Phần thứ ba: Bảo vệ môi trường đất. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ nhất. Nguyên nhân, tác hại và biện pháp phòng chống ô nhiễm đất. Cô mời các con quan sát bốn hình ảnh trên đây. Các con hãy quan sát thật kỹ và xác định nguyên nhân gây ô nhiễm đất ở trong mỗi hình ảnh. Đúng rồi. Nguyên nhân gây ra ô nhiễm đất ở trong hình ảnh đầu tiên là đưa quá nhiều lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường hình ảnh thứ hai hiện tượng núi lửa phun trào dung nham làm đất bị khô cứng và khó trồng trọt hình ảnh thứ ba nước chưa qua xử lý thải trực tiếp ra ngoài môi trường đất còn ở hình ảnh cuối cùng việc sử dụng dư thừa thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm đất trong bốn nguyên nhân vừa rồi các con hãy xác định xem những nguyên nhân nào là do con người gây ra chính xác việc không xử lý rác và nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường sử dụng dư thừa thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật là những nguyên nhân do con người gây ra bên cạnh nguyên nhân đến từ các hoạt động của con người thì ô nhiễm đất còn có thể do các hiện tượng tự nhiên ví dụ như núi lửa phun trào xâm nhập mặn hay nhiễm phen các con biết không khi mà đất bị ô nhiễm thì thường khô cằn ít chất dinh dưỡng đồng thời nước ở trong đất cũng bị ô nhiễm các con hãy nêu tác hại của ô nhiễm đất đối với thực vật động vật và cả con người rất tốt đất bị ô nhiễm ảnh hưởng tới nguồn nước ngầm gây tác hại đối với thực vật cụ thể cây trồng sẽ chậm lớn và chất lượng sản phẩm giảm đối với động vật thì có thể mắc các bệnh ngoài da rời nơi ở hiện tại đến nơi khác để sinh sống và làm gián đoạn chuỗi thức ăn còn đối với con người thì có thể mắc các bệnh như ung thư bệnh mãn tính nhiễm độc gan và một số bệnh khác như vậy đất bị ô nhiễm gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống sinh vật và sức khỏe của con người vậy để phòng chống ô nhiễm đất thì chúng ta cần thực hiện những biện pháp nào? Các con có thể dựa vào bốn hình ảnh trên đây để đưa ra những biện pháp nhé. Đúng rồi. Một số biện pháp để phòng chống ô nhiễm đất bao gồm tái chế phế liệu để làm giảm chất thải ra ngoài môi trường. Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Xử lý chất thải công nghiệp trước khi đưa ra ngoài môi trường ngăn chặn sự xâm nhập mặn ở ven biển bên cạnh đó chúng ta nên hạn chế sử dụng đồ dùng một lần ví dụ như bát đĩa thìa hay cốc đồng thời sử dụng các sản phẩm sinh học có thể phân hủy việc phân loại rác thải sinh hoạt cũng là một trong những biện pháp giúp chúng ta phòng chống ô nhiễm đất đấy khi mà rác thải sinh hoạt được phân loại thì có thể dễ dàng vận chuyển tái chế, góp phần giảm lượng rác thải ra ngoài môi trường, nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu về ô nhiễm đất. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần 2 để tìm hiểu về nguyên nhân, tác hại và biện pháp phòng chống xói mòn đất. Xói mòn là hiện tượng làm mất lớp đất trên bề mặt, phá hủy tầng đất bên dưới do gió thổi hoặc nước chảy ở những vùng đất dốc và đồi núi tương tự như ô nhiễm đất thì sói mòn đất có thể do thiên nhiên hoặc con người gây ra cô mời các con quan sát vào ba hình ảnh trên đây và xác định các nguyên nhân gây sói mòn đất ở trong mỗi hình ảnh chúc mừng các con các con đã trả lời đúng rồi đấy hình ảnh đầu tiên sói mòn do nước chảy hình ảnh thứ hai sói mòn do độ dốc của đất và hình ảnh thứ ba xói mòn do con người chặt phá rừng trong đó nguyên nhân ở hình ảnh thứ ba do con người trực tiếp gây ra bên cạnh ba nguyên nhân này thì xói mòn đất còn có thể do gió thổi khai thác đất quá mức cho phép xói mòn đất có thể là mất đất canh tác đất bị xói mòn mất chất dinh dưỡng trở nên khô cằn kém màu mỡ điều này thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất của cây trồng sói mòn đất còn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của con người vì nó làm hỏng đường xá nhà cửa hay các công trình cô mời các con quan sát vào ba hình ảnh trên đây hình ảnh đầu tiên trồng cây gây rừng hình ảnh thứ hai trồng thảm cỏ và hình ảnh thứ ba xây bờ kè các con hãy nêu ý nghĩa của các biện pháp phòng chống sói mòn đất trong mỗi hình ảnh. Các con đã hoàn thành rất tốt. Việc trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi chọc để nước mưa không xối thẳng xuống mặt đất, giữ nước ở trong đất và hạn chế dòng nước chảy. Việc trồng thảm cỏ thì giúp nước mưa thấm vào lòng đất, hạn chế tác động sói mòn khi mưa rơi xuống còn xây bờ kè thì giảm tốc độ của dòng nước từ cao xuống thấp giữ cho đất chặt hơn ngoài những biện pháp vừa rồi thì còn rất nhiều những biện pháp khác giúp chúng ta phòng chống sói mòn đất ví dụ như làm ruộng bậc thang trồng cây chắn gió các con biết không ở việt nam của chúng ta sói mòn đất do gió thường xảy ra ở một số dài đất ven biển miền trung làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp và giao thông đấy cô và các con sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung cuối cùng của bài học ngày hôm nay bảo vệ môi trường đất cô mời các con quan sát hai hình ảnh trên đây và nêu ý nghĩa của các hoạt động trong mỗi hình ảnh đúng rồi hình ảnh đầu tiên là phân loại rác việc này thì sẽ giảm lượng rác thải ra ngoài môi trường và tăng rác thải có thể tái chế hình ảnh thứ hai tuyên truyền vận động để nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường đất vậy còn các con các con đã làm những gì để bảo vệ môi trường đất hãy liệt kê lại những việc làm ấy và sau đó chia sẻ với cô nhé như vậy thông qua bài học ngày hôm nay các con cần ghi nhớ ba nội dung chính sau đây nguyên nhân tác hại và biện pháp phòng chống ô nhiễm đất xói mòn đất bảo vệ môi trường đất Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh học trực tuyến olm nhé. Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong những video tiếp theo.